Dạ rồi, ok, hello anh em, là em Kiên đây. Kiên rất vui khi mà trong phiên live ngày hôm nay em Kiên đã chính thức quay trở lại với anh em mình ha. Chúc anh em mình có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và sự nhí nha anh em. Cảm ơn anh em mình rất là nhiều. Số điện thoại mua hàng của em chỉ là một số điện thoại duy nhất em luôn ghi phía dưới góc trái màn hình nha anh em, là 0767608997, cũng đồng thời là số Zalo của em Kiên luôn ha. Khi anh em nào muốn mua hàng thì anh em mình có thể nhấc máy lên alo trực tiếp với em, hoặc là nếu mà anh em có Zalo thì có thể kết bạn Zalo với em để em được hỗ trợ tư vấn thêm cho anh em ha. Cảm ơn anh em mình rất là nhiều. Rồi, cho phiên livestream ngày hôm nay em Kiên sẽ mang đến cho anh em một cái combo ăn chơi nha anh em. Ở đối với mức combo này thì nó sẽ có bao gồm những sản phẩm như sau. Nó sẽ có một chiếc áo và một chiếc quần ha. Không khác gì, hôm nay em Kiên vào cho anh em một cái màu rất đẹp nha anh em, một cái màu xanh ô liu mà nó như một cái con áo satin vậy á. Rất là đẹp nha anh em. Con này thì được sử dụng chất vải là chất vải kaki mềm nha anh em. Để đánh giá được một mình hàng mà nó có chất lượng, có tốt hay là không, anh em mình chỉ cần lấy cái mình hàng này nè, anh em mình đáp thử vô da thử xem là cái chất lượng hàng nó có mát lạnh hay là không. Thứ nhất, cái thứ hai là về phần màu ha. Hôm nay em Kiên được về được một cái phần màu, một cái màu xanh ô liu sáng, nhìn rất đẹp nha anh em. Hầu như là tuổi trung tính anh em mặc. Anh em nào mà lớn tuổi hay là anh em nào mà cỡ trung niên như em mặc cũng rất là đẹp nha anh em. Ngày hôm nay thì em về được đủ size cho anh em ha. Cho anh em có số cân nặng là cỡ tầm dưới 55 đến 95 cân vẫn mặc được cho em ha. Và về số quần thì về phong quần thì vẫn về được bốn size cơ bản ha. 30, 32, 34, 36. Cho anh em có vòng bụng là cỡ tầm 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 là đều mặc được nha. Rồi, bây giờ em Kiên sẽ hôm nay em về được hai loại. Thứ nhất là dòng tay ngắn, thứ hai là dòng tay dài nha anh em. Đây, anh em coi được một cái màu xanh ô liu, anh em thấy mê không? Rất là đẹp nha anh em. Rồi, em Kiên sẽ đi review trước cho anh em về cái mã ngắn tay trước đi ha. Em Kiên sẽ đi review cho anh em về phần áo. Đối với phần áo này thì anh em sẽ thấy được một cái màu xanh rất đẹp nha anh em. Chất vải, chiếc này là được sử dụng chất vải là chất vải kaki mềm 100% cô tông áo và quần nha anh em. Em Kiên xin nhấn mạnh lại ha, 100% cô tông. Khi mà anh em mình mặc lên người á, rất thoải mái và rất mát ha. Rồi, về form thiết kế thì form này là form túi, là túi vạt bầu nha anh em. Đó, túi vạt bầu như thế này ha. Rồi, vẫn có form cổ vai. Và phần này là phần ngắn tay ha. Đối với những chiếc áo ngắn tay như thế này thì sẽ bấm 4 đường like ở ngay cái phần tay nè. Phần tay này cũng khá là hay ha. Nó đưa ra cho anh em một cái form rất đẹp ha. Nó sụ mà nó ôm tay, chứ nó không phải là nó xòe ra nhìn rất là xấu ha. Nhiều chiếc áo anh Kiên thấy nó bị xòe ra nè, nhìn nó không có độ thẩm mỹ và gọn gàng ha. Như chiếc áo này nè, anh em thấy form không? Mặc rất là đẹp nha anh em. Đây là về phần áo ha. Anh em mình coi nè, chất vải này, chất vải kaki mềm nha anh em. Chất vải rất là đẹp luôn. Đó, cho anh em nào mà có số cân là cỡ tầm dưới 55 hoặc là đến 95 cân, em có M, L, XL và 2X ha. Nên là anh em mình cứ thoải mái. Rồi, tiếp tục em sẽ đi review về phần quần, phần áo xong rồi ha. Em Kiên sẽ đi tiếp tục review về phần quần. Quên nữa, đối với những cái phần áo như thế này nè, cái điều đặc biệt mà em thấy là ít anh em nào để ý lắm, đó là cái phần chẻ lưng ha. Đối với cái phần bấm viền lưng như thế này nè, nó sẽ tạo nên độ thẩm mỹ cho một chiếc áo rất nhiều nha anh em. Đây nè, anh em mình coi. Và một phần nó sẽ tinh chỉnh cho cái phần đô vai áo của anh em á, nó đứng lên, nhìn cái form áo nhìn nó rất hài hòa nha anh em. Đó là một cái điểm nhỏ mà em rất thích trên một cái con áo sơ mi ha. Rồi, và tất cả đường lai này đều được lai, đều được may hai đường chỉ đôi hết nha anh em. Chất vải nhìn rất mạnh tay nha. Đây nè, anh em mình coi nè, tất cả mọi thứ ở trên này sẽ có một cái túi nhỏ nữa để mà anh em mình đựng đồ ha, đựng túi này em Kiên nghĩ là chỉ đựng được shippo thôi anh em ơi. Thôi đựng cho mình đừng có quên thôi. Rồi, để đi review về phần quần ha. Về phần quần này em Kiên về được 4 size, 30, 32, 34, 36 ha. Anh em nào có số đo vào bụng là cỡ tầm 78 đến 94 là đều có đủ tất cả các size cho anh em mình giao lưu với nhau ha. Rồi, về phần thiết kế thì nó cũng sẽ giống như những cái quần sáu thứ hợp mà đợt trước em Kiên hay mang lên cho anh em. Nhưng lần quay trở lại này, nó sẽ mang một cái chất vải nó đanh dày hơn ha. Đanh dày và một cái chất màu xanh nhìn rất đẹp nha anh em. Đối với những chất màu xanh như thế này thì hầu như là nó sẽ rất khó bạc màu ha. Tại vì nó là một cái màu xanh sáng chứ không thiên về một cái màu xanh ô liu sậm đâu ha.
màu xanh sáng nhìn rất đẹp ha. Rồi chiếc này là size 30 nha anh em, size 30 form 6 túi hộp. Về form thiết kế quần này thì anh em mình không có gì để chơi hết rồi ha, cơ bản vẫn sẽ có một cái bảng lá nem ở phía dưới này ha. Vì những cái con này á, là được làm lại ha, đâm ra là ở phần ở dưới phần đắp mông sẽ có một cái bảng lá nem. Theo quan điểm cá nhân của em thì một số anh em là sẽ thích và một số anh em là không thích ha, nhưng mà theo quan điểm cá nhân của riêng em thì em thấy nó vẫn tốt hơn nè, mình ngồi một thời gian lâu thì nó cũng sẽ không có bị hao mòn về phần mông ha. Rồi về cái phần thiết kế đi, túi của chiếc này thì hầu như khá là sâu nha nè, mình bỏ tay vô hầu như lúng hết tay luôn, bỏ đồ điện thoại vô rất ok ha. Khóa là được sử dụng hai khóa, là hai khóa đồng nha nè, khóa là hai khóa đồng, mình kéo lên kéo xuống nó cũng khá là dễ. Rồi về chiều dài của những chiếc quần này thì nó sẽ dao động chiều dài là cỡ tầm 103 đến 105, và kích thước ống của những dòng này là đồng 21 xăng nha anh em. Thí dụ đi, anh em nào mà về mà cảm thấy nó hơi dài chút xíu, anh em mình có thể rút cái phần ống này lại ha, nó sẽ có một cái cặp dây rút cô tông ở bên trong này nè, anh em mình rút lại hầu như là vừa vặn hết nha anh em. Rồi đây là một set combo tay ngắn thì sẽ có mức giá là 500.000 nha anh em, 500.000 ha. Rồi em Kiên sẽ đi về review về phần tay dài ha. Đây, về phần tay dài thì không khác về phần thiết kế với thằng phần tay ngắn cho máy ha, nó chỉ khác là cái dài tay và cái ngắn tay thôi ha. Rồi tay dài, một bộ tay dài thì sẽ có mức giá là 550.000 nha anh em, 550.000. Đấy, anh em nào mà lấy từ hai bộ trở lên mức giá chỉ còn 1.000.000 và em miễn phí ship cho anh em ha. Đấy, nếu mà những cái dòng này thì em nghĩ là anh em mình nên trải nghiệm mỗi thứ một cái, nó sẽ khá là hay ha. Ở một chiếc Sanolio không chỗ nào có hết. Rồi, tạo thêm một cái nét đẹp cho một cái set combo của anh em thì em Kiên đã có thêm một cái thắt lưng nha anh em. Đối với những dòng thắt lưng này thì em về được hầu như là bốn mẫu. Thứ nhất là hình con cọp nè, thứ hai là đầu con ó nhưng mà tráng men ha, nên là những cái này nè anh em mình yên tâm đều là nó không có bạc màu đâu, tại vì nó chất liệu của nó là tráng men ha. Rồi thứ ba là cái thú lục chiến, và thứ tư là cái navy seal ha. Rồi cái thứ năm là biệt kích tropical. Rồi đối với những cái dây này thì hầu như là các cách thao tác sử dụng thì tương đối khá là đơn giản anh em. Đây nè, Kiên sẽ thị phạm cho anh em xem một chiếc trước ha. Rồi về chiếc này thì chiều dài của chiếc này là sẽ rơi vào tầm, đây em Kiên sẽ đo về chiều dài cho anh em đi ha, để anh em mình chiều dài của những con này hầu hết là trên 100 mấy hết rồi, anh em mình cứ yên tâm ha. Rồi chiều dài của cái chiếc dây nịt này sẽ rơi vào tầm cỡ 110 nha anh em, 110 cho chiếc thắt lưng này ha. Chiếc thắt lưng này được sử dụng chất liệu là chất liệu thép, đâm ra hầu như là nó rất là bền. Đối với những cái này ha, anh em mình yên tâm đều là nó không có phải sắt đâu. Rồi mặt này thì sẽ sử dụng được hai mặt, mặt ô liu và mặt rằn ri ha. Anh em mình tùy theo cái sở thích của anh em mình, ví dụ anh em mình nào mà muốn chọn cái mặt rằn ri thì mình để nguyên, ví dụ mình muốn lật mặt lại thì mình chỉ cần tháo cái phần này nè, đó anh em mình coi nó sẽ có cái độ lẫy ha, anh em mình lẫy ra đổi cái mặt lại là xong ha. Rồi về thao tác của chiếc này thì đeo vào rất là dễ nha anh em, đây nè anh em mình mở vào ha, đeo vào hầu như rất là dễ. Đây anh em mình cứ mở lên hết như thế này ha, rồi mình nhét qua đấy, đó rồi xong mình lóc lại đấy là ok ha. Đây nè anh em mình coi nè, rồi cổng dây thắt lưng này rất là đẹp nha anh em, lên form rất đẹp ha. Rồi khi mà anh em nào mà muốn tháo ra, mình không có cần mình phải lấy tay mình cậy đâu, đó, anh em mình lấy cái đầu dây dư này nè, anh em mình lẫy ra, đó đây nè, em kia sẽ thao tác lại cho anh em lần nữa ha. Đây nè, thí dụ như thế này đi, nó sẽ có một cái đầu dây dư ha, anh em mình cặp ra, mình dở như thế này ra ha, là lúc này là cái này nó đã gỡ ra rồi, anh em mình cứ tháo ra hết, rồi rút ra rất là dễ ha. Rồi một chiếc thắt lưng này sẽ có mức giá là 150.000 nha anh em. Anh em nào lấy từ hai sản phẩm trở lên, em Kiên sẽ miễn phí ship ha. Đại loại như là thí dụ anh em nào lấy từ một bộ ngắn tay và một cái thắt lưng này ha, một bộ ngắn tay này là 500.000, với một cái thắt lưng này là 150.000 nữa là nó sẽ thành là 650.000, em miễn phí ship cho anh em ha. Phí ship ngày hôm nay bên em thì giá rất là rẻ nè, nên là anh em mình cứ yên tâm về cái việc đó ha. Anh em nào mua chỉ một bộ thôi thì anh em mình vui lòng cộng thêm tiền ship giùm em ha. Nó cũng rẻ lắm anh em ơi, không có bao nhiêu tiền cả ha, nhưng mà nếu anh em nào mà lấy từ
một bộ và một thắt lưng, là mức giá cho một combo này là 650.000, em miễn phí ship cho anh em ha. Rồi, cảm ơn anh em mình rất nhiều. Anh em nào quan tâm về cái combo ăn chơi ngày hôm nay thì có thể nhấc máy lên alo trực tiếp với em ha. Rồi, anh em mình coi cái form dáng thiết kế rất là đẹp nha anh em. Đấy, đủ size hết hết nha. Rồi, anh em mình nên lưu ý nè, tay ngắn là sẽ có mức giá là 500.000 và tay dài sẽ có mức giá là 550.000 ha. Anh em nào mà lấy thêm thắt lưng thì cộng thêm 150.000 vào giùm em sẽ miễn phí ship cho anh em ha. Rồi, anh em nào quan tâm về mẫu sản phẩm nào thì có thể nhấc máy lên alo với em ha. Kính mong sẽ được gặp lại anh em trong những phiên livestream tiếp theo. Thân chào và hẹn gặp lại ạ.